Công nghệ BTH nhưng cứ chào quý vị và tất cả các bạn. Hôm trước thì mình có hướng dẫn qua về bộ phát Wi-Fi 4G LTE C08. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách một làm video về tiến hành về cấu hình sản phẩm, chuyển đổi tên và mật khẩu về mật khẩu của riêng mình. Bộ phát 4G LTE thích hợp cho tốc độ 150 Mbps trên giây, upload là 10 Mbps trên giây. Sử dụng thích hợp cho các bạn đi vui chơi du lịch, để trên ô tô cũng như là cầm tay, rất là tiện lợi sử dụng. Còn pin của nó là pin 2400 mAh, có thể sử dụng được trong vòng 8 đến 10 giờ liên tục. Thì để tiến hành cấu hình thì đầu tiên chúng ta phải dùng một chiếc điện thoại. Đây, mình sử dụng chiếc điện thoại iPhone 6 này. Chúng ta sẽ tiến hành và bắt wifi của nó. Đây. Wifi của nó mình đang bắt 4G MiFi đây. Mật khẩu của nó như hôm trước thì mình đã rồi là mật khẩu là từ 1 đến 0. Sau khi các bạn tiến hành là bấm vào bắt wifi của nó. Đây, hiện wifi của các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Hoặc là có các bạn mở nắp sau sản phẩm ra thì có thể biết đây bộ định tuyến. Đây, chúng ta bấm vào đây để xem là bộ định tuyến của nó là bao nhiêu. Bộ định tuyến của sản phẩm là 192.168.100.1. Tại vì các bạn để ý cái bộ định tuyến này nhá. Phải vào cái bộ định tuyến này thì các bạn có thể đổi được mật khẩu như là thiết lập lại thông số mình cần. Nó thoát ra ngoài. Các bạn sẽ vào trong một trình duyệt, bất kỳ. Ví dụ như các bạn vào trong Safari hoặc là vào Google hoặc Chrome. Mình tiến hành vào trong Google Chrome nhé. Đây, đầu tiên đó là mình đang chạy trong trang YouTube. Thì các bạn bỏ qua này nhé. Các bạn kiểm tra tốc độ này, mạng mình chạy ổn định hay không. Đấy, chạy rất là nhanh đấy. Khi mà tiến hành cấu hình ý, thì các bạn để ý cho mình là bấm lên cái trang trên cùng. Đây là cái thanh địa chỉ đây các bạn nhé. HTTP YouTube thì mình sẽ xóa cái dòng này đi. Các bạn xóa dòng này đi. Rồi các bạn sẽ nhập cho mình cái địa chỉ lúc nãy là 192.168.100.1. Đây các bạn để ý nhé. 192.168.100.1. Rồi các bạn đi. Đấy. Aqua này. Đây biểu tượng đấy. Các bạn sẽ tiến hành và đăng nhập. Đây, các bạn kéo sang đây. Thì các bạn sẽ gõ vào đây cho mình là admin. Admin. Rồi. Trong dưới các bạn cũng gõ là admin. Sau khi bấm vào giao diện chính thì nó sẽ hiện ra thế này. Đây là đang bắt wifi các bạn. Đây. Đây. Kéo xa này, một thiết bị đang bắt này. Đây là những thông số các bạn home này, 4G setting này, wifi setting này, startup này. Đây, ta sẽ bấm vào này. 4G wifi đây, các bạn để ý cho mình wifi setting nhé. Các bạn sẽ bấm vào wifi security. Wifi security đây. Thì các bạn sẽ để ý đây. Đây là cái dòng cái máy wifi này. Đây là cái mật khẩu các bạn cần thay đổi nhé. Đây. Các bạn để ý nhé. Đây. Đây là cái dòng này, là cái dòng tên wifi này. Đây. Các bạn bấm vào đây này. Bấm vào đây nhé. Đấy, bấm vào đây. Wi-Fi setting SD đây. Các bạn nếu các bạn thay đổi tên thì các bạn sẽ xóa dòng này đi. Xóa cái dòng này đi. Sau đó các bạn apply. Các bạn xóa cái dòng này đi. Ví dụ đây này. Bây giờ mình sẽ thay đổi thành BTH chẳng hạn. BTH công nghệ đi. Công nghệ rồi. Đấy. Mình sẽ tiến hành apply. Đây. Rồi đấy. BTH công nghệ nha. Rồi sau đấy thì
VTH công nghệ này. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kết nối này. Đây, các bạn đã thấy không? Mất cái mi file đây. Để VTH công nghệ. Đấy. Thế là các bạn muốn thay đổi tên ý. Còn các bạn muốn thay đổi tiếp mật khẩu thì các bạn như khi nãy thì chúng ta sẽ làm liên tục. Đây, mình sẽ vào lại cho các bạn này. 192.168 nó. Đây chỗ này nhá. Đây. BTH công nghệ này. Security đấy, đây là mật khẩu này. Mật khẩu thì bây giờ các bạn có thể thay đổi ví dụ như là thành số điện thoại của mình chẳng hạn. Hay thành ví dụ như ABC 123 mật khẩu bất kỳ, sau các bạn ấm apply thì thế là được thôi. Đây là thế là đã thành công rồi, cấu hình thành công. Còn cái thông số này thì để tất cả các đây cái dòng này các bạn để nguyên nhé. Còn cái dòng bạn sẽ thay đổi cái dòng mật khẩu này thôi. Các bạn lưu ý sau đấy các bạn apply, thế là bạn thoát ra ngoài, thế là sử dụng được. Thế là chúng ta đã tiến hành cấu hình thành công tên và cũng như là mật khẩu lại cho bộ phát 4GLTEC08. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip. Nhớ đăng ký video và ủng hộ mình. Xin chào quý vị và các bạn.